sản phẩm Trường Xuân Vương là một cái sản phẩm hoàn toàn được nghiên cứu từ thảo dược tâm can tỳ phế thận những cái đó nó khỏe lên thì nó tự kéo cái thận lên và đồng thời làm cho cái sinh lý người nam giới được cải thiện và tốt lên nghiên cứu của chúng tôi đã được thực tế lâm sàng và được thực tế bạn bè dùng rất tốt ngay như cả bản thân tôi cũng như vậy hướng dẫn mua hàng từ video các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video, khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua. Thưa quý vị, những năm gần đây suy giảm sinh lý nam giới được xem là một bệnh có tính xã hội thật sự và là nỗi ám ảnh kinh hoàng của cánh mày râu. Tại Việt Nam, tình trạng nam giới gặp trục trặc về vấn đề sinh lý đang ngày càng gia tăng, có đến 20 đến 30% nam giới mắc chứng xuất tinh sớm. Ngoài ra cứ 100 nam giới trên 30 tuổi thì có đến 30 người bị rối loạn cương dương và một nửa trong số này ở mức nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến liệt dương vô sinh. Gần đây trên khắp các mặt báo, trên các diễn đàn, người ta không ngừng truyền tai nhau sản phẩm Trường Xuân Vương của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, giám đốc trung tâm Nam Dược thần hiệu Tuệ Tỉnh Đường, viện trưởng viện nghiên cứu y học cổ truyền, sản phẩm hữu cơ Việt Nam, tiến sĩ danh dự của trường đại học UNESCO. Vậy thực hư công dụng của sản phẩm này có giống như lời đồn thổi? Trường Xuân Vương có gì khác so với các sản phẩm đang tràn lan trên thị trường? nhóm phóng viên của chúng tôi đã tìm về tận nhà của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng để xác thực thông tin này. Có mặt tại khuôn viên hơn 30.000 m2 tại xã Yên Sơn, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Chúng tôi vô cùng bất ngờ khi đây chính là căn nhà nơi bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đang sinh sống và làm việc. Lúc nào cũng tấp nập người đến khám bệnh và bốc thuốc. Tiếng lành đồn xa, không chỉ người dân ở vùng Yên Sơn mà còn nhiều người ở tận các tỉnh xa như Vĩnh Phúc, Thái Bình, Bắc Giang, Hưng Yên cũng tìm về tận nơi với mong muốn được ông thăm khám và chữa trị bằng các phương pháp chăm sóc sức khỏe và đặc biệt là các chứng yếu sinh lý hiếm muộn. Với quan điểm nam dược trị nam nhân, các bài thuốc do bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng nghiên cứu và điều chế hoàn toàn từ thảo dược thiên nhiên để cơ thể người bệnh tự sinh ra những chất cần thiết, chống lại sự già nua, suy giảm sức khỏe và sinh lý. Bên cạnh đó, thấu hiểu được nỗi lo lắng và sự vất vả của người bệnh trong quá trình điều trị, ông luôn đau đấu về việc làm sao để điều chế ra bài thuốc nhằm cung cấp cho người dùng tiện lợi, không phải sắc uống đỡ mất thời gian lại đảm bảo an toàn vệ sinh tuyệt đối. Đó chính là lý do sản phẩm Trường Xuân Vương được ra đời bởi Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm hữu cơ Việt Nam do bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng làm viện trưởng chuyển giao cho công ty cổ phần phát đạt sản xuất và phân phối, giúp hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường khả năng sinh lý nam và hạn chế quá trình lão hóa, mãn dục nam. Tôi là bác sĩ Lương Nghi Nguyễn Hữu Trọng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Mỹ cơ Việt Nam. Tôi đã nghiên cứu trường Xuân Vương rất lâu rồi. Và cái bài thuốc của chúng tôi nghiên cứu ấy Hoàn toàn là bằng hương thảo dược Trong cái bài thuốc Trường Xuân Vương Ngoài những cái dược liệu như là dâm dưng hoắc Rồi ba kích, rồi kỷ tử, rồi sâm cao vân vân Thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu một cái công trình tương đối dài Để đưa các cái thảo dược khác cộng với cái đó Cộng hưởng với đó cho nên nó mới có cái bài thuốc tốt như vậy Cái tốt thứ nhất của nó là gì? Nó nuôi dưỡng các cái hóa các cái, cái nội tiết trong cơ thể tự phát triển cho nên cái quan điểm của tôi là chăm sóc sức khỏe sắc đẹp tự nội sinh bằng hương thảo dược công nghệ cao thì cái trường Xuân Vương này nó đáp ứng được cái đó tâm can tỳ phế thận những cái đó nó khỏe lên thì nó tự kéo cái thận lên và đồng thời làm cho cái sinh lý người nam giới được cải thiện và tốt lên bởi vậy cho nên là cái trường Xuân Vương này tôi xin nói một cách rõ ràng và khẳng định là cái nghiên cứu của chúng tôi đã được thực tế lâm sàng và được thực tế bạn bè dùng rất tốt ngay như cả bản thân tôi cũng như vậy sinh năm 1928 tại phường Thị Cầu thành phố Bắc Ninh bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đã sớm bộc lộ tố chức tài hoa thiên bẩm ông theo học ngành y từng là một bác sĩ Tây y có tiếng ở bệnh viện Việt Đức từ năm 1969 Năm 1987, ông được Ủy ban Khoa học Nhà nước cử sang học quản lý tại Liên Xô. Hiện ông đang đảm nhiệm chức vụ giám đốc Trung tâm Nam dược thần hiệu Tuệ Tỉnh Đường, viện trưởng Viện Nghiên cứu Y học cổ truyền Sản phẩm hữu cơ Việt Nam. Nhưng cuộc sống hôn nhân của ông lại vô cùng lận đận, trải qua đến 4 đời vợ với nhiều chuyện dở khóc dở cười. Nếu như ba cuộc hôn nhân trước lần lượt đi vào ngõ cục thì người vợ hiện giờ của ông có thể nói là mối lương duyên trời định thời điểm hai người quyết định kết hôn, không tránh khỏi sự phản đối gây gắt từ phía nhà gái, bởi lẽ chú rể hơn cô dâu tận 52 tuổi. Và chị Thoan đang ở độ tuổi đôi mươi, độ tuổi đẹp nhất của người con gái. Qua 12 năm kết hôn, bác sĩ Trọng vẫn duy trì tình cảm mặn nồng, sắc son với vợ như những ngày mới cưới. Bằng chứng cho mái ấm hạnh phúc của họ là một bé trai và một bé gái xinh xắn, đáng yêu. Về cơ bản, chồng tôi là một người biết dung hòa trong cuộc sống là một người yêu thơ yêu nhạc cho nên là vẫn giữ được cái cái, cái, cái hòa thuận trong gia đình Đấy, rất là yêu vợ yêu con cái sản phẩm trần Xuân vương là cái sản phẩm một cái một cái bí kíp để cho chồng tôi giữ được sức khỏe cũng như là uh, trong cuộc sống vợ chồng thêm mặn mà hơn để một phần nữa cũng là nó kéo dài cái tuổi thọ để làm sao cuộc sống vợ chồng tôi nó hòa thuận và nó ở bên nhau đến mãn chiều xí bóng. Từ chính những trải nghiệm trong cuộc sống cùng với gần 70 năm kinh nghiệm trong nghề, bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng đã dành cả cuộc đời và sự nghiệp để nghiên cứu và áp dụng trong thực tiễn qua nhiều chục năm nhằm tìm ra những bài thuốc hay từ các vị thuốc nam dược sẵn có trong nước và phương pháp chữa bệnh tối ưu để giúp người bệnh nhanh khỏi, bớt đi những phiền muộn, đau đớn do bệnh tật gây ra, giảm thời gian, chi phí cho việc khám chữa bệnh, đồng thời cũng là để xứng đáng với niềm tin của các bệnh nhân khi tìm tới ông. Từ đó, ông đã trở thành vị cứu tinh cho những người mắc suy giảm sinh lý, vô sinh, hiếm muộn trên khắp đất nước, từ Lào Cai, Yên Bái, Thái Bình, Thái Nguyên, Quảng Bình. Qua những chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hữu Trọng, chúng tôi được biết ông đã từng chữa cho các bệnh nhân với những chứng bệnh rất đa dạng, nhưng ông được nhiều người biết đến với bài thuốc hỗ trợ bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý và hạn chế mãn dục cho nam giới qua sản phẩm Trường Xuân Vương. Sử dụng thuần túy thuốc nam được bào chế từ những loại cây dược liệu do người dân hái từ trên núi Ba Vì về. Các phương thuốc của bác sĩ Trọng được đánh giá cao vì sự lành tính, không có độc tố hóa học và làm giảm thiểu đáng kể thời gian, chi phí chữa trị cho người bệnh. Trường Xuân Vương được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn quốc tế, tuân thủ nghiêm ngặt các kiểm định an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn cũng như các quy định của pháp luật. Sản phẩm được bào chế từ những dược liệu tự nhiên như dâm dương hoắc, ba kích, câu kỹ tử, thỏ tỳ tử, tỏa dương, sâm câu, ngọc cầu. Những dược liệu đầu vào này được kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng, bóc tách, chiết xuất và bào chế theo quy trình khép kín chuyên biệt. Nhà máy sản xuất đạt chuẩn GMP WHO, đây đều là những vị thuốc quý đã được sử dụng để điều trị các bệnh về suy giảm sinh lý ở Nam giới từ ngàn đời nay. Sản phẩm này đã được kiểm chứng qua nhiều người đến thăm khám và nhận được hơn 80% phản hồi tích cực. Tôi năm nay 30 tuổi, làm nghề thầu xây dựng để đạt được hiệu quả trong công việc nên tôi cần phải tiếp khách rất là nhiều. Chính vì thế gần đây tôi có biểu hiện của chứng rối loạn cương dương. Đây là một vấn đề rất là nhạy cảm, tôi cũng khó có thể tâm sự được cùng với ai. Nhưng cũng rất là may trong một lần nhậu cùng ông bạn đã giới thiệu cho tôi đến cái sản phẩm trường xuân vương này của lương y nguyễn hữu trọng. Đây là một cái sản phẩm hoàn toàn tự nhiên nên tôi rất là yên tâm khi sử dụng liệu trình 3 hộp sử dụng 4 viên trên một ngày. Sau khi sử dụng thử một liệu trình, tôi thấy sức khỏe cũng như những triệu chứng của tôi giảm rõ rệt. Tôi rất là vui khi được biết đến cái sản phẩm này và cũng rất mong những ai mà bị trường hợp giống như tôi sẽ được tìm đến cái sản phẩm Trường Xuân Vương này. Đây là một cái sản phẩm mà có lẽ nên được phổ biến rộng rãi trên thị trường. Tôi cũng rất là cảm ơn bác sĩ Chính vì sản phẩm này mà đời sống vợ chồng của tôi đã được cải thiện rất là nhiều. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại hãy bấm vào tiêu đề của video, khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm, bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính thì Linh sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video, các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.